Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn Khủng Long Cổ Dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Trong quá trình làm nội dung về khủng long cho fanpage Mê Khủng Long cũng như kênh YouTube Mê Khủng Long TV, Dynoman bắt gặp không ít những bình luận cho rằng cho đến tận bây giờ, con người vẫn chưa thật sự biết được ngoại hình của khủng long như thế nào. Dù không vui cho lắm khi nghe thấy điều này, nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng việc phục dựng ngoại hình của khủng long sao cho chính xác với thực tế nhất là một điều thật sự rất khó. Khó bởi vì một động vật trong đời sống không chỉ có xương mà còn có cơ bắp, da, lông, màu sắc. Trong khi đó, những gì còn lại của khủng long mà chúng ta có thể tìm thấy hầu hết chỉ là xương hóa thạch. Việc dựa trên một bộ xương hay thậm chí là chỉ vài mảnh xương mà khôi phục được toàn bộ những chi tiết như đã nói gần như là một điều bất khả thi. Điều may mắn đối với việc phục dựng ngoại hình của khủng long gần đây là chúng ta đã có những phát hiện cực kỳ quan trọng và đáng kinh ngạc, chẳng hạn như hóa thạch tuyệt đẹp của khủng long Boreolopelta hay hóa thạch của khủng long mỏ vịt với dấu vết của da và cả cơ bắp hóa thạch. Nhưng đó là nói về hình dạng, còn màu sắc lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Dù da hay lông có thể hóa thạch, nhưng tất cả đều không còn giữ nguyên màu sắc nguyên bản khi khủng long còn sống mà đã biến đổi mạnh mẽ sau hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu năm. Kể từ khi biết đến khủng long thì chúng ta hầu như chỉ có thể phỏng đoán màu sắc của chúng dựa trên màu sắc của các loài bò sát, mà hầu hết màu sắc của bò sát lại khá đơn điệu. May mắn thay, một số nghiên cứu khoa học gần đây đã mang lại cho các nhà cổ sinh vật học chìa khóa để giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất về khủng long. Đó chính là màu sắc của chúng. Chìa khóa đó là gì? Ngày hôm nay mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trong suốt một thời gian dài, chúng ta hình dung khủng long như một nhóm bò sát điển hình, sống trong những khu rừng rậm rạp, nóng ẩm và khoác trên mình một bộ da có vảy với màu sắc tẻ nhạt, đơn điệu, có thể là màu nâu xám hoặc màu xanh lá. Có lẽ chỉ trong những tác phẩm thiếu nhi thì người ta mới dám tô màu khác cho khủng long, chẳng hạn như anh bạn khủng long Tim Barney trong chương trình thiếu nhi có tên là Barney and Friends mà nhiều bạn đã quen thuộc khi còn nhỏ. Điều đau khổ là cũng trong khoảng thời gian đó, chúng ta không thể tìm ra bất cứ bằng chứng nào để bác bỏ những giả thuyết như vậy. Trải qua quá trình hóa thạch nhiều triệu năm, ngay cả những hóa thạch có lưu giữ được cả phần da cũng đã thay đổi màu sắc. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là phụ thuộc vào trí tưởng tượng của các nhà cổ sinh vật học và các họa sĩ minh họa cổ sinh mà thôi. Nhưng một bước ngoặt đã xảy ra vào năm 2008. Một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Yale ở Mỹ đã khám phá ra melanosome, bào quan trong tế bào động vật có vai trò tổng hợp, lưu trữ và vận chuyển melanin, chất màu hấp thụ ánh sáng phổ biến nhất trong giới động vật. Chính melanosome tạo nên màu sắc và khả năng tự bảo vệ trước ánh sáng của tế bào động vật và mô. Vì các loại melanosome sẽ khác nhau về hình dạng theo loại melanin mà chúng tạo ra, chẳng hạn như eumelanin có thể có màu đen hoặc nâu tùy vào nồng độ, trong khi đó thì pheomelanin có màu đỏ. Khi ấy, các nhà nghiên cứu đã sớm đặt ra giả thuyết sự xuất hiện của melanosome có thể dùng để xác định màu sắc của con vật sở hữu các melanosome đó. Nhưng ở các sinh vật hóa thạch thì sao? Thật khó tin là một cấu trúc như melanosome có thể còn tồn tại sau quá trình hóa thạch lên đến hàng chục triệu năm. Nhưng một bước ngoặt khác đã diễn ra vào năm 2015 với nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học đến từ Đại học Bách khoa Virginia ở Mỹ và Đại học Bristol ở Anh. Kể từ khi người ta đưa tin về những chiếc lông khủng long hóa thạch đầu tiên vào năm 1996, các nhà khoa học đã nhận thấy có những cấu trúc vi mô hình tròn bên trong những chiếc lông này và ban đầu họ tin đó là vi khuẩn hóa thạch. Tuy vậy, nhóm nghiên cứu hỗn hợp của Đại học Bách khoa Virginia và Đại học Bristol lại tin rằng những cấu trúc đó là một thứ khác. Jacob Winter, nhà khoa học đến từ Đại học Bristol, một trong những thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết: "Tôi đang quan sát mực hóa thạch ở những loài tổ tiên giống mực và bạch tuộc. Chúng được bảo quản cực kỳ tốt. Anh có thể lấy mực từ một con mực anh mua tại cửa hàng cá và khi quan sát thứ ấy dưới kính hiển vi điện tử, anh sẽ thấy những quả cầu nhỏ tròn trịa như thế này. Và khi quan sát mực hóa thạch, mọi thứ trông cũng giống hệt, những quả cầu nhỏ tròn trịa. Những quả cầu đó chính là melanosome. Người ta đã nhầm chúng với vi khuẩn hóa thạch vì họ vốn không tin chất màu có thể tồn tại qua quá trình hóa thạch. Nhưng khám phá của nhóm nghiên cứu nói trên đã cho thấy chúng không chỉ được bảo quản mà còn có thể cho chúng ta biết màu sắc chính xác của một loài động vật đã tuyệt chủng và hóa thạch là gì dựa trên hình dạng rất đa dạng của các melanosome." Jacob Winter tiếp tục giải thích: "Nếu nhìn vào một người có mái tóc đen hoặc một con chim có bộ lông đen, melanosome khi ấy sẽ có hình như cây xúc xích. Trong khi đó, nếu anh có màu hoe, chẳng hạn như nếu anh là một con chim cổ đỏ Bắc Mỹ với lông ngực màu hoe, hoặc là một người có tóc màu hoe như diễn viên Carrot Top, melanosome của anh sẽ có hình dạng như những viên thịt nhỏ. Thế nên, về cơ bản,
Chỉ cần xem melanosome có hình xúc xích hay viên thịt là anh có thể thật sự tô màu cho những động vật đã tuyệt chủng. Các melanosome lớn và dày sẽ tạo ra chất màu có màu xám hoặc màu xanh dương. Các melanosome dài và mảnh hoặc rỗng là dấu hiệu của màu sắc óng ánh. Trên thực tế thì màu sắc như vậy được tạo ra bằng cách sắp xếp melanin theo một lối cụ thể bên trong chiếc lông nhằm tạo ra các cấu trúc có thể tương tác với ánh sáng, theo Jacob Winter. Hình dạng phẳng hoặc rỗng của từng melanosome giúp chúng kết hợp với nhau để tạo ra sắc móng kim loại hoặc màu sắc óng ánh. Như vậy, chỉ cần biết trong hóa thạch có những melanosome gì là bạn sẽ biết được màu sắc của con vật bị hóa thạch. Khi đã biết thì chúng ta có thể sẽ phải thay đổi mãi mãi hình dung về chúng. Chẳng hạn như một số loài đáng sợ trong Jurassic Park như Velociraptor lại có thể hết sức phô trương với bộ lông của chúng. Thứ nhất, đó là bởi chúng có lông vũ bao phủ cơ thể. Chúng thật sự giống chim chứ không phải con khủng long không có cọng lông nào mà chúng ta thấy ở trong phim. Thứ hai là hầu hết các họ hàng gần gũi với nó mà các nhà khoa học xem xét đều có màu lông óng ánh. Thế nên chúng hẳn phải có sắc bóng kim loại, giống như chim ruồi hay chim công. Cai hồng Chuchi là một trong những loài khủng long đầu tiên và cũng thuộc dạng cổ nhất, với niên đại khoảng 161 triệu năm mà các nhà khoa học có thể phục dựng tương đối đầy đủ màu sắc bên ngoài thông qua việc phát hiện dấu vết của các melanosome bên trong hóa thạch lông của con vật. Các melanosome trên thân của cai hồng Chuchi rất giống với các melanosome giúp các loài chim còn tồn tại ngày nay sở hữu bộ lông có sắc đen lấp lánh. Trong khi đó thì melanosome ở lông trên đầu, ngực và đuôi tương tự như các melanosome tạo ra màu sắc óng ánh như cầu vồng. Thế nên nhiều khả năng cây ông Chuchi có vẻ ngoài như hình ảnh phục dựng này. Những loài khủng long có lông vũ khác thì có khả năng ngụy trang khá phức tạp. Một trong số đó là Anchiornis, một loài khủng long nhỏ giống chim. Dựa trên melanosome thì nhóm nghiên cứu kết luận con khủng long này có bộ lông màu xám, lông cánh màu trắng với đốm đen ở đầu lông và còn có chùm lông đỏ trên đầu như chim gõ kiến. Một loài khủng long có lông vũ khác gọi là Sinosauropteryx, loài khủng long có lông vũ đầu tiên được phát hiện trong lịch sử. Chúng có cái đuôi sọc và dài màu sẫm ngang mắt, giống như gấu trúc Bắc Mỹ vậy. Hơn nữa, melanosome không chỉ được tìm thấy ở các loài khủng long có lông vũ bao phủ cơ thể. Một số loài khủng long có mô mềm hóa thạch cũng có thể chứa melanosome, chẳng hạn như mẫu vật khủng long Boreolopelta McMitchelli. Những melanosome còn lại trong hóa thạch cho chúng ta biết, nó có thể có màu nâu đỏ khi còn sống, nhiều khả năng giống với màu đất nơi nó sống. Một hình thức ngụy trang khiến cho khi nhìn từ trên cao xuống, con khủng long sẽ hòa vào màu của mặt đất. Dẫu vậy, tính chính xác của phương pháp này vẫn còn phải được xem xét thêm. Tiến sĩ Maria McNamara, một nhà cổ sinh vật học tại Đại học Cork ở Ireland, trong một nghiên cứu đã cho rằng melanosome có thể thay đổi hình dạng và bị co lại sau hàng triệu năm hóa thạch, qua đó làm sai lệch việc phục dựng màu sắc của động vật. Không chỉ vậy, trên động vật còn có những chất màu không có nguồn gốc melanin, chẳng hạn như carotenoid, và sự tạo màu cấu trúc, tức màu sắc được tạo ra bởi tương tác giữa ánh sáng của môi trường và các cấu trúc nano trong cơ thể, qua đó khiến việc phục dựng màu sắc của động vật càng trở nên phức tạp hơn nhiều. Tuy nhiên, với melanosome, ít nhất thì chúng ta cũng xác nhận được rằng thế giới khủng long cũng có màu sắc, thậm chí sặc sỡ hơn nhiều những gì chúng ta có thể mường tượng trong quá khứ. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng video đã giúp các bạn cập nhật được những thông tin mới nhất về công cuộc phục dựng ngoại hình khủng long của các nhà cổ sinh vật học. Và chúng ta hãy cùng mong đợi sẽ có thêm nhiều khám phá hơn trong tương lai, giúp chúng ta ngày một tiến gần hơn đến việc phục dựng chính xác ngoại hình của khủng long. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để không bỏ lỡ những video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.